Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, thầy giáo sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài toán trong cái bộ đề của năm học 2022-2023 vừa qua. Nội dung câu này như sau. Cho 3 số x, y, z tỉ lệ với 3, 4, 5. Tính giá trị của biểu thức P bằng 2022x cộng 2023y trừ 2024z trên 2022x trừ 2023y cộng 2024z. Thì đối với cái bài này thì về bản chất của nó thì không khó, nhưng mà chúng ta phải biết cách làm. Thì sau đây thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái bài tập này như sau. Trước hết thì chúng ta theo cái dữ kiện của đề bài, đó là cái 3 số x, y, z này tỉ lệ với 3, 4, 5. Vậy thì từ cái dữ kiện này thì ta sẽ suy ra được một cái dãy tỉ số bằng nhau. Đấy chứ ạ, thì ta có thể cụ thể như sau này. Vì x, y, z tỉ lệ x, y, z tỉ lệ với 3, 4, 5. Đấy chưa? Nên ta có. Ta có ở đây đó là x trên 3 sẽ bằng y trên 4 và bằng z trên 5. Đó là x trên 3 sẽ bằng y trên 4 và bằng z trên 5. Và thầy giáo có thể đặt bằng k chẳng hạn. Đấy. Bằng k chẳng hạn. Thì từ đây ta tiếp tục ta suy ra được. Từ đây ta tiếp tục ta suy ra được. X trên 3 thì bằng k, thì từ đây ta suy ra được đó là x sẽ bằng 3k. Đấy chứ ạ. Rồi, tương tự như vậy, y trên 4 bằng k thì ta suy ra được y sẽ bằng 4k. Tương tự z thì sẽ bằng 5k. Đấy chứ ạ. Đến đây ta chỉ việc thay các cái giá trị của x, của y, của z này vào cái biểu thức B này. Đấy chưa? Đấy. Đến đây ta thay. Thay. Vào biểu thức B. Ta có. Thay vào biểu thức B ta có. Ta có cái gì? Đó là B sẽ bằng 2022x thì ta thay x bằng 3k, được chưa? Như vậy có nghĩa là 2022 nhân với 3k, được chưa? Cộng với 2023 nhân với gì ạ? Nhân với 4k. Trừ đi 2024 nhân với 5k. Được chưa? Bên dưới ta cũng thay vào như thế. 2022 nhân với 3k trừ đi 2023 nhân với 4k cộng với 2024 nhân với 5k. Được chưa? Đến đây thì chúng ta chỉ việc nhân những cái này đi. Sau khi nhân xong thì chúng ta sẽ rút gọn nó đi là xong. 2022 nhân với 3 thì sẽ là bằng 6066k. Cộng với lại 2023 nhân với 4 thì sẽ bằng là 8092. 92k. Trừ đi 2024 nhân với 5 thì sẽ bằng 10.120k. Đấy chưa? Bên dưới ta cũng tính được đó là 6066k trừ đi 8092k cộng với 10120k. Đó. Đến đây rồi thì chúng ta sẽ thu gọn tử với tử và mẫu với mẫu. Thì sau khi thu gọn tử thì ta sẽ được là bằng, để thầy giáo cho nuôi lên đây một chút,
Sau khi thu gọn thì ta sẽ được cái kết quả như sau. Trên tử ta thu gọn vào thì sẽ bằng là 4.038 ca. Dưới mẫu ta thu gọn thì sẽ được là 8.094 ca. Đấy, ta thu gọn là được như thế. Đến đây rồi thì ta chỉ việc rút triệt tiêu hay thu gọn cái k với k ở trên tử và dưới mẫu thì sẽ được cái kết quả cuối cùng là 4038 trên 8094. Được chưa? Đến đây thì ta thấy rằng là cái tử và cái mẫu này đều có thể chia hết cho 2, thì ta sẽ rút gọn thêm một lần nữa. Tử chia cho 2 thì sẽ được là 2019. Mẫu chia cho 2 thì sẽ được là 4047. Đấy. Đến đây chúng ta kết thúc bài toán. Nói chung cái bài toán này thì nó không khó, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta phải biết cách làm. Đấy, chúng ta biết cách làm từ cái chỗ này này. Đấy, chúng ta lập luận để chúng ta ra được cái tỷ lệ và chúng ta sẽ đặt nó bằng một cái hằng số k, được chưa? Thì sau đó chúng ta sẽ suy được cái x, cái y, cái z theo k. Và sau khi chúng ta suy xong thì chúng ta sẽ thay vào cái giá trị x, y, z ở trong biểu thức để cho nó đồng loạt về một cái biến k. Và sau đó chúng ta sẽ thu gọn cái biểu thức đó và chúng ta triệt tiêu tử với mẫu thì chúng ta sẽ ra được cái kết quả cuối cùng. Đến đây thầy giáo xin phép kết thúc video. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục nhận được các video tiếp theo nhé.